thương không? Trời ơi, hôm bữa là bánh trung thu quá rẻ tiền, chỉ hai mươi mấy ba mấy thôi, nhưng mà nay chịu khó update lên thêm một cái level hoàn toàn mới đó, rất là sang chảnh mà giá cũng không có cao hơn mà y chang Baskin Robbins luôn. Thề cái này là gì biết không? Đó là bánh trung thu sô cô la kem lạnh, kem đủ ba mùi nha. Bên đây là nè, thấy cái lớp lỗ không? Tại vì lúc phớt nó có hình lỗi nè. Này là nhân vani nè, này là nhân sô cô la nè, cũng là một cái vani khác nè đó. Thì mình sẽ review thử các bạn nha. Thử cái này trước nha, tại vì cái này nó xấu luôn được đi chứ. Sô cô la cứng quá chứ sao vậy? Quá cứng nên mình sẽ cầm luôn ăn thử, quá khó mà. Đó. Mua sô cô la lúc bọc á thì nên mua loại mà đắng đắng sẵn á, chứ đừng có nên mua cái loại mà ngọt sẵn mà kem nó ngọt nữa là nó ngấy lắm. Nhưng mà cái này là quá vừa, tại vì kem vani ở trong nó ngọt nè. Thấy không? Bề ngoài đẹp đẽ nhưng cái đít nó hơi lẩm chởm. Mà nó ngon. Nè, sau khi đã thử cái vani xong, mình sẽ thử qua cái sô cô la nha. Đó, đó vẫn là cái đít ấy, vẫn là cái đít này, xinh xinh. Nhớ lúc mà phớt á, nên phớt sô cô la một lớp thiệt là dày vậy nè, nếu không á cái nhân kem nó trong nó không có giữ nổi. Mà nếu mà ai muốn mua kem á, đừng có mua kem như mình, hãy mua kem Vinamilk hay gì đó thì nó sẽ cứng hơn, dễ cứng hơn, để khoảng mấy tiếng nó đông lại. Vậy là xong rồi đó. Thì thật là lần này nó có update hơn một chút, nhưng mà đáng lẽ là mua Vinamilk thì rẻ tiền hơn và cũng có một cái thành quả gọi là mỹ mãn hơn, nên là mọi người đừng chê giới nha. Nó bị lỗi kỹ thuật một chút. Nói chung là mình đã có rất là cố gắng, nên là mọi người nên nhớ like, share và subscribe đi cho SR Living Channel nha. Nhớ cho kỹ nha, gắn vô trong não, lòng vô trong não đó. Yêu mọi người, bye bye.